Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, nâng cao ý thức năng lực nhằm hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra. Với nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thường xuyên rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, vận dụng sáng tạo các chiến thuật, kỹ thuật hợp lý và thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao ý thức phòng ngừa hạn chế xảy ra cháy, nổ, tai nạn hay sự cố nghiêm trọng. Đồng thời, ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Về cái công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chúng tôi duy trì lực lượng thường trực 24/24, huấn luyện nghiệp vụ và chuẩn bị các cái điều kiện để tham gia khi có sự cố cháy nổ, tai nạn sự cố xảy ra, xây dựng các cái phương án phù hợp với từng cơ sở, đặc biệt là hưởng ứng cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm thì phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện về việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và thường trực sẵn sàng chữa cháy. Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị hướng dẫn tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan doanh nghiệp, khu công nghiệp, tiểu thương ở trung tâm thương mại, sử dụng vận hành các phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý tình huống kịp thời khi có cháy nổ xảy ra. Định kỳ, đơn vị tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, kịp thời phát hiện thiếu sót để các cơ sở doanh nghiệp nhanh chóng có biện pháp khắc phục, góp phần vào công tác phòng ngừa, chữa cháy đạt hiệu quả. Do vậy, 100% vụ cháy xảy ra đều được đơn vị tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác hướng dẫn, vận động người dân thực hiện các công tác về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó ý thức của người dân ngày một được nâng cao, công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng cũng gặp nhiều điều kiện thuận lợi, cơ sở đã chủ động phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Cái việc mà đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho công ty Kon Tum là một ưu tiên trong một những công việc ưu tiên hàng đầu của đơn vị, vì nó liên quan đến người lao động và cái việc mà đảm bảo vật tư để phục vụ cho cái việc mà cấp điện ổn định trên toàn tỉnh. Thì do đó là đối với công ty Kon Tum thì có những cái cơ sở nó thuộc diện là nguy hiểm cháy nổ bắt buộc, thì sau khi lập phương án xong thì công ty điều trình qua cho cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Thì về cái công việc mà kiểm tra định kỳ phối hợp giữa công ty Kon Tum và BC07, thì hàng năm thì ngoài cái việc mà kiểm tra định kỳ, thì hai đơn vị cũng đã phối hợp về công tác mà đào tạo bồi dưỡng cho những cái đội viên đội cơ sở phòng cháy cháy để rèn luyện cái kỹ năng về công tác mà chữa cháy rồi cứu nạn cứu hộ rồi thoát nạn trong cái vấn đề mà nhiều khi có những tình huống nó không hay xảy ra. Để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả và đi vào chiều sâu, ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, các cấp ngành, nhất là tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc phòng ngừa rất quan trọng, hạn chế xảy ra các sự cố tai nạn cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng. Và để chủ động trong cái Tết Nguyên đán sắp tới, phòng đã xây dựng tham mưu công an tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, đồng thời hướng dẫn cơ sở chi tiết thực hiện các cái biện pháp phòng ngừa, trang bị dụng cụ phương tiện tại chỗ, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Với kết quả đạt được, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh. Nhiều cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.